Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác xây dựng đảng từ trung ương đến cơ sở. Niềm vui nông thôn mới góp phần thay đổi toàn diện bức tranh kinh tế xã hội Lâm Đồng. Chuyển giao văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tăng cường công tác quản lý điều hành bình ổn giá, chống buôn lậu gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Khi giới trẻ Đà Lạt sáng tạo chung tay hướng về cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục có sự đổi mới sáng tạo và hiệu quả hơn trong tham mưu, thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, tạo tiền đề cho nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2019 và thời gian tới. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, tại hội nghị giao ban toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng trong chiều nay. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo cán bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Ban tổ chức Trung ương, trong tháng 12 và quý 4 năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng bám sát nội dung chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả ở tất cả các cấp. Công tác tham mưu ban hành quy định số 08 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Công tác xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, lấy phiếu tín nhiệm cán bộ trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện đồng bộ. Tổ chức hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, tiến hành sơ tổng kết, thực hiện xuyên suốt công tác xây dựng tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản của Trung ương và cụ thể hóa tại địa phương, tạo sức lan tỏa đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị. Phát biểu tại hội nghị, trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác tổ chức xây dựng đảng toàn ngành trong thời gian qua. Những tham luận góp ý, giải pháp xây dựng mô hình hay, cách làm tốt tại hội nghị giao ban tháng 12 và quý 4 của năm 2018 hôm nay là rất quan trọng, tạo tiền đề bứt phá cho nhiệm vụ năm tới. Đây cũng là bài học quý trong công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay. Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương, bám sát 4 đề án nhiệm vụ trọng tâm của ngành, rà soát cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo tiền đề cho nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2019 và trong thời gian tới. Thực hiện đề án 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại tổ chức đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chiều nay ngày 2 tháng 1, Ban tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ chuyển giao văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các bệnh viện trong tỉnh đã đến dự. Tại hội nghị, Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh Lâm Đồng. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng do ông Trần Duy Hùng, trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng ban. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Phó trưởng Ban tổ chức tỉnh phụ trách chính sách cán bộ và bà Phạm Thị Bạch Yến, Giám đốc Sở Y tế làm phó ban và 7 thành viên. Ngoài ra, Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định về thành lập hội đồng chuyên môn trực thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng do bà Phạm Thị Bạch Yến làm chủ tịch hội đồng. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng làm Phó Chủ tịch Thường trực hội đồng. Ông Nguyễn Xuân Tạo, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, phụ trách phòng khám và điều trị cán bộ. Phó Chủ tịch hội đồng kiêm thư ký cùng 3 thành viên là giám đốc một số bệnh viện. Ngoài ra, Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định về điều động cán bộ, công chức, người lao động gồm 4 người. quyết định phân công công tác đối với cán bộ công chức người lao động 3 người. Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng đã ký biên bản chuyển giao tài chính, tài sản công cụ, dụng cụ, hồ sơ, danh sách đối với cán bộ công chức người lao động. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đánh giá cao về việc sắp xếp tổ chức Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Việc sắp xếp vừa đảm bảo yêu cầu tinh giản bộ máy, đồng thời yêu cầu sau khi sắp xếp tinh giản bộ máy, đơn vị cần phải làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cho cán bộ của tỉnh Lâm Đồng. Phó Bí thư Thường trực mong muốn các đơn vị tạo mọi điều kiện để cán bộ thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh ổn định công tác, phát huy vai trò nhiệm vụ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và cán bộ. Các dịch vụ gắn với xuất khẩu rau quả Lâm Đồng còn thấp. Niềm vui nông thôn mới góp phần thay đổi toàn diện bức tranh kinh tế xã hội Lâm Đồng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Hiện nay, một trong những nguyên nhân dẫn đến rau quả Lâm Đồng mới chỉ đạt tỷ lệ xuất khẩu nhỏ là do dịch vụ sau thu hoạch, logistics như cơ sở hạ tầng, kho bãi, các trạm trung chuyển và vận tải chưa được đầu tư đúng tiêu chuẩn. Diện tích gieo trồng rau toàn tỉnh Lâm Đồng hơn 61.300 ha, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn. Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, thì rau quả Lâm Đồng chủ yếu được tiêu thụ trong nước ở dạng tươi với tỷ lệ khoảng 90%. Số còn lại được dùng để chế biến và xuất khẩu với tỷ lệ 10%. Ở thị trường trong nước, rau quả được tiêu thụ thông qua hệ thống các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng bán lẻ, trong đó chợ là hình thức phổ biến và chủ yếu nhất. Thị trường xuất khẩu rau lớn nhất của rau quả Lâm Đồng là Nhật Bản chiếm 55%, Singapore 30%, Đài Loan, Hàn Quốc 20% và Thái Lan, Malaysia, Campuchia 5%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến rau quả Lâm Đồng mới chỉ đạt tỷ lệ xuất khẩu nhỏ, theo các nhà chuyên môn phân tích, là do dịch vụ sau thu hoạch, logistics cũng như cơ sở hạ tầng kho bãi, các trạm trung chuyển và vận tải chưa được đầu tư. Ngoài ra, các dịch vụ hậu cần gắn với xuất khẩu còn yếu. Dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng lạnh bị phân khúc trên từng công đoạn, chưa vận hành xuyên suốt, chưa tập trung vào giá trị, chất lượng và mức độ xuyên suốt. Chợ đầu mối Đà Lạt được xây dựng nhưng chưa mang lại hiệu quả như một trung tâm trung chuyển. Hiện nay, tỷ lệ tổn thất trung bình của nông sản qua chuỗi cung ứng khoảng 30%, trong đó tỷ lệ tổn thất đối với rau quả lên đến gần 45%, tùy thuộc vào phương thức chế biến và vận chuyển. Theo phân tích của các chuyên gia nông nghiệp, hoạt động thu hoạch, phân loại, đóng gói và bảo quản rau quả tại Lâm Đồng vẫn chủ yếu được tiến hành theo phương thức thủ công. Thiết bị và công nghệ bảo quản còn thiếu và lạc hậu, cước phí vận chuyển rau quả cao, vận chuyển lạnh chưa thông suốt. Vì vậy, tỷ lệ tổn thất trung bình của nông sản qua chuỗi cung ứng hiện nay là từ khoảng 30%. Trong đó, tỷ lệ tổn thất đối với rau quả lên đến gần 45%, tùy thuộc vào phương thức chế biến và vận chuyển. Từ đó dẫn đến chất lượng rau quả thấp, giá thành cao. Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tổn thất cao là do mức độ cơ giới hóa thấp, năng lực vận chuyển và hạ tầng giao thông yếu kém, thiếu chuỗi cung ứng lạnh. Vì vậy, để nâng cao giá trị rau quả Lâm Đồng, song song với việc đầu tư sản xuất, địa phương cần chú trọng phát triển công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác chế biến sau thu hoạch. Năm 2018, huyện Đạ Oai đã tập trung chuyển đổi trên 614 ha cây trồng, triển khai hỗ trợ 5 mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây sầu riêng, đồng thời thực hiện kế hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện với diện tích 300 ha. Bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và vốn dự án, năm 2018, huyện Đạ Oai đã tập trung chuyển đổi được trên 614 ha cây trồng. Trong đó sầu riêng là 359 ha, cây điều ghép 130 ha, cây chè 49 ha, bắp 48 ha, cây có muối khác 28 ha. Ngoài chuyển đổi cây trồng nhằm mang lại năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế, địa phương còn triển khai hỗ trợ 5 mô hình ứng dụng công nghệ cao, tưới nước, bón phân, phun thuốc trên cây sầu riêng. Triển khai hỗ trợ sản xuất sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP cho 3 tổ hợp tác xã trên địa bàn, với tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận là 87 ha, nâng tổng diện tích cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP là 154 ha. Triển khai thực hiện kế hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện với diện tích 300 ha. Việc chú trọng chuyển đổi cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cũng như nhân rộng diện tích sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao nêu trên tại huyện Đạ Oai đã góp phần nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Tiếp tục chương trình là thông tin trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 93 vụ phá rừng, hủy hoại rừng có dấu hiệu hình sự. Trong đó đã khởi tố 65 vụ với 38 bị can, tạm đình chỉ điều tra và tạm giải quyết tin báo 20 vụ, không khởi tố vụ án hình sự, hủy quyết định khởi tố 8 vụ, đã truy tố xét xử 33 vụ, đang trong thời hạn điều tra 7 vụ. Tuy nhiên, số vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm chiếm tỷ lệ cao với 42 vụ. Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các ngành chính quyền trong tỉnh tập trung điều tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, xác định đối tượng vi phạm để xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, hủy hoại rừng. Các đơn vị chủ rừng quản lý chặt chẽ diện tích đất thuộc hiện trường các vụ phá rừng, hủy hoại rừng, có biện pháp giải quyết kịp thời, khôi phục lại rừng, quản lý sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch. Địa bàn nào để rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích thì thủ trưởng đơn vị chủ rừng, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cấp trên. Trong năm 2018, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã của huyện Bảo Lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng đã tiến hành giải tỏa được 74 ha rừng bị lấn chiếm trái phép, trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn các xã là Lộc Bắc, Lộc Bảo và Lộc Lâm. Các đối tượng lấn chiếm chủ yếu để trồng cà phê, chè, dâu tằm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhằm hạn chế tình trạng đất rừng sau giải tỏa bị tái lấn chiếm, huyện Bảo Lâm đang tiếp tục chỉ đạo cho ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng cùng với các tổ nhận khoán tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát tại các địa bàn được xem là điểm nóng về công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, đồng thời tổ chức trồng lại rừng bị lấn chiếm trong thời gian tới. Lâm Đồng là tỉnh được đánh giá tiêu biểu của vùng Tây Nguyên trong xây dựng nông thôn mới. Với cách làm sáng tạo, hướng đi đúng và nhận được sự đồng lòng của nhân dân, chương trình nông thôn mới đã làm thay đổi khá toàn diện bức tranh kinh tế xã hội, nhất là đời sống của nhân dân được nâng lên. Năm nay, người dân Lâm Đồng lại thêm những niềm vui mới. Xã Tân Lâm, huyện Di Linh vào dịp cận Tết tràn ngập sức xuân. Thời điểm này, không khí gia đình ông Nguyễn Văn Hương như khẩn trương hơn ngày thường để chuẩn bị đón năm mới 2019. Sau một năm vất vả với công việc sản xuất, năm nay kinh tế gia đình ông Hương có nhiều khởi sắc. Nhờ mô hình cà phê giống mới sau tái canh trên 5 ha, mỗi năm cho thu nhập hơn 600 triệu đồng. Và điều vui hơn, kể từ khi xã Tân Lâm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt quê hương ông có nhiều đổi thay. Điều đó thúc đẩy tinh thần vui xuân đón Tết của bà con đàng hoàng hơn. Theo tinh thần là xã thông báo là sẽ đạt đến về nông thôn mới, về nhân dân địa phương ở đó chơi là ở xã thì tất nhiên là đón xuân rất phấn khởi hơn các năm. Cái ước vọng đó là của gia đình và nói chung là toàn địa phương thì mong muốn rằng chính quyền của địa phương càng ngày càng phát triển kinh tế cho dân được hưởng lợi nhiều hơn. Năm 2018, Đức Trọng là huyện thứ hai của Lâm Đồng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sau huyện Đơn Dương. Đến nay, 14 trên 14 số xã ở Đức Trọng đều đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đà Quynh, Đà Năng hay Đà Loan, những xã nghèo khó khăn trước đây giờ đã khác. Về đích nông thôn mới không chỉ tạo sự lan tỏa, mở ra kỳ vọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, mà còn chính là niềm vui đón năm mới của người dân năm nay. Chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện cái nâng cao những cái tiêu chí này đối với các xã, mà đặc biệt là những cái tiêu chí mà nếu chúng ta không tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thì khả năng nó sẽ bị tụt. Nông thôn mới thì liên quan đến cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và tùy theo cái chức năng của từng cơ quan đoàn thể mà phải thực hiện theo yêu cầu của đơn vị. Năm 2018, tỉnh Lâm Đồng đầu tư hơn 150 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nguồn vốn nông thôn mới đã thúc đẩy rất lớn trong biểu đồ cơ cấu kinh tế cho sự phát triển của hơn 170 hợp tác xã nông nghiệp, hơn 940 trang trại, đẩy mạnh chuỗi an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng mô hình nông thôn kiểu mới. Ngay từ khi nhà nước có chủ trương thì bây giờ coi như đã giúp cho đồng bào được, thứ nhất là về điện đường trường trạm, thứ hai là về cái phát triển kinh tế ở đây, coi như là mình đoàn kết xây dựng kinh tế coi như tự lập bằng cách là học hỏi những kinh nghiệm của người Kinh như là trồng cây ngắn ngày như rau, hoa, cà phê. So với trước đây thì nói cho đúng ra bà con có thay đổi rất nhiều. Huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy hàng năm đưa vào nghị quyết những vấn đề mà lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc trong toàn Đảng bộ lãnh đạo trực tiếp cái việc xây dựng nông thôn mới, đề cao cái vai trò của đảng viên trong việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Lâm Đồng có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 17,3 tiêu chí một xã. Ngoài huyện nông thôn mới đầu tiên là Đơn Dương, đến nay đã có thêm Đức Trọng và hai thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc cũng đã về đích nông thôn mới. Các xã nông thôn mới của Lâm Đồng hôm nay đã khác rất xa với khó khăn ngày nào. Nhìn lại khoảng thời gian ngay từ ngày đầu triển khai, để chương trình xây dựng nông thôn mới thành công thì cách làm vẫn là yếu tố quyết định. Trong cái chỉ đạo mà nhất quán từ tỉnh đến địa phương là không lấy cái thành tích hoàn thành chỉ tiêu làm cái thành tích chạy theo thành tích, mà lấy cái thực chất trên cái cơ sở là phát triển sản xuất, tạo nguồn lực để mà xây dựng nông thôn mới cơ bản là lấy cái nguồn lực phát triển kinh tế, phát triển sản xuất để nguồn xây dựng nông thôn mới. Chúng ta không có điểm dừng thì chúng ta lại tiếp tục nâng cao cái tiêu chí lên bằng cách nâng cao cái đời sống về vật chất tinh thần cho bà con nông dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới của Lâm Đồng đang đi đúng hướng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Lâm Đồng cũng được xem là một trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Những đổi thay, những niềm vui của người dân có được hiện rõ trên mỗi công trình nông thôn mới. Cả tỉnh bây giờ chỉ có 3% hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hơn 9%. Tết nông thôn mới với người dân Lâm Đồng là cái Tết của một đời sống khác. Ở đó mỗi người dân đều cảm nhận được sự yên vui và hài lòng trong cuộc sống và lao động. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Tăng cường công tác quản lý điều hành về đột giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Xây dựng thương hiệu cà phê từ thách thức. Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành chỉ thị số 06 chỉ đạo toàn ngành tài chính thực hiện đồng bộ hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác quản lý điều hành, bình ổn giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan theo dõi sát biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, nhất là trong thời điểm có nhu cầu cao trong dịp Tết để tham mưu kịp thời cho Bộ các biện pháp quản lý điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát. Cục Quản lý giá phải đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, tổng hợp phân tích dự báo, chủ động xây dựng kịch bản điều chỉnh giá một số mặt hàng quan trọng do nhà nước quản lý trong những tháng đầu năm, với lộ trình và bước đi phù hợp để hạn chế tác động đến mặt bằng giá chung khi có phát sinh. Tổ chức giám sát chặt chẽ kê khai giá của các doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá, được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước. Chỉ trong năm 2018, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm 18 siêu thị, 3 trung tâm thương mại, 218 cửa hàng tiện lợi. Điều này cho thấy hệ thống phân phối hiện đại tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trên thị trường hiện nay. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 207 siêu thị, tăng 18 siêu thị so với đầu năm, 43 trung tâm thương mại, tăng 3 trung tâm thương mại, 1.100 cửa hàng tiện lợi, tăng 218 cửa hàng. Các đơn vị kinh doanh có vốn nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh. Giá trị năm 2018 ước đạt 155.675 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ toàn thành phố, tăng 19,2% so với năm 2017. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này tạo ra sức ép cạnh tranh cho các đơn vị kinh doanh trong nước, nhưng cũng là một môi trường tốt để các doanh nghiệp trong nước nỗ lực nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, ngành cá tra phục hồi mạnh mẽ đã giúp không ít doanh nghiệp thu được những kết quả hết sức ấn tượng. Theo đó, chưa bao giờ giá cá tra nguyên liệu tăng cao như năm 2018, có thời điểm đạt mức cao hơn từ 34 đến 35.000 đồng một ký. Hiệp hội Cá tra Việt Nam cũng cho biết, nhu cầu cá tra nguyên liệu từ khu vực chế biến tăng đã kéo giá cá nguyên liệu tăng theo, giúp người nuôi đạt lợi nhuận cao từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Đối với các hộ nuôi liên kết, doanh nghiệp cũng đã điều chỉnh tăng khoản tiền khoán mà người nuôi được hưởng lên từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng một ký, thay vì 3.000 đồng một ký như trước đây. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, dự kiến thị trường trong năm nay tiếp tục có những chỉ số ổn định và tăng trưởng tốt hơn. Cụ thể, nguồn cung sản phẩm dồi dào tập trung vào các dự án lớn với dịch vụ đầy đủ, hạ tầng đồng bộ. Đây sẽ là xu hướng dẫn dắt thị trường. Mặc dù các dự án nhỏ lẻ ở khu vực khác sẽ rất khó cạnh tranh với các dự án lớn, nhưng đó cũng là xu hướng tất yếu để đô thị gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, sản phẩm bất động sản tiếp tục có sự phân bổ đều cho các phân khúc, trong đó tỷ lệ nhà ở giá rẻ vẫn chiếm nhu cầu lớn. Một điểm đáng lưu ý của năm 2019 được dự báo là phân khúc bất động sản công nghiệp còn dư địa phát triển nhiều. Do vậy, các nhà đầu tư cần quan tâm đến nhà ở thương mại để đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp khi đi vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, giữ vững vị trí nước sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân thứ hai trên thế giới, nâng kim ngạch xuất khẩu trên 6 tỷ đô la Mỹ đến năm 2030, đó là mục tiêu mà Việt Nam đặt ra cho ngành cà phê trong những năm tới. Để đạt được mục tiêu trên, theo các tổ chức Hiệp hội Cà phê Quốc tế, Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng cần phải tăng cường chế biến sâu cà phê, lấy người trồng làm trung tâm để phát triển cà phê bền vững. Mỗi năm, Việt Nam đang xuất khẩu trên 1,7 triệu tấn cà phê đến 90 nước trên thế giới. Trong thời gian ngắn, Việt Nam đã nhanh chóng củng cố vị thế là một nhà sản xuất xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 trên thế giới. Sự phát triển vượt bậc của ngành cà phê Việt Nam là một trong những câu chuyện thành công ấn tượng trong ngành cà phê những năm qua. Đó là chia sẻ của ông Joe Stitter, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê Quốc tế tại Hội thảo Phát triển Bền vững ngành cà phê Việt Nam tại Đắk Nông mới đây. Ông Joe Stitter cũng đánh giá cao những mô hình liên kết phát triển cà phê bền vững như Hợp tác xã Nông nghiệp Công bằng, Thuận An. Với việc tái canh đưa giống cà phê mới vào sản xuất, áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm, chế biến ướt đã góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cà phê. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế và các chuyên gia cà phê nước ngoài, mặc dù là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta, một dạng cà phê có tiêu chuẩn thấp hơn cà phê Arabica mà các nước châu Âu thường sử dụng. Cà phê Robusta chủ yếu dùng để chế biến cà phê hòa tan. Vì vậy, muốn nâng cao giá trị, Việt Nam cần chú trọng về nguồn giống, xử lý, sau thu hoạch và tăng cường chế biến sâu, từng bước hình thành và phát triển lớn mạnh cà phê hòa tan để giới thiệu ra thế giới. Riêng Đắk Nông là tỉnh đứng thứ 3 cả nước về xuất khẩu cà phê, với sản lượng 350.000 tấn mỗi năm. Tuy nhiên, tỷ lệ cà phê chế biến sâu còn rất khiêm tốn. Tình trạng xuất khẩu thô chiếm đa số, dẫn đến cà phê không có thương hiệu, giá trị thấp. Vì vậy, theo các chuyên gia, doanh nghiệp, Đắk Nông cần quan tâm thu hút các nhà máy, cơ sở, thu mua chế biến cà phê nhân, tạo ra nhiều mặt hàng cà phê chế biến sâu, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Intimex cũng là một cái doanh nghiệp đã có sự nỗ lực đầu tư tại khu vực Đắk Nông là 2 nhà máy chế biến cà phê nhân. Tuy nhiên thì cái khó trong hoạt động của chúng ta thì với cái lượng 2 nhà máy thì cũng chưa lớn so với cái nhu cầu đặt ra của tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu rằng là để mà đầu tư và phát triển được thì cũng còn rất là nhiều vấn đề phải đặt ra, ví dụ như vấn đề về vùng nguyên liệu, ví dụ như là khu vực đầu tư, ví dụ như thuận lợi trong vấn đề giao thông vận tải, ví dụ như các cơ chế chính sách khác. Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới với cái việc mà cà phê của Đắk Nông ngày một phát triển thì chắc chắn là không phải chỉ Intimex và nhiều doanh nghiệp khác cũng sẽ tiếp tục đến cùng với Đắk Nông để mà đầu tư xây dựng và phát triển cái cà phê Đắk Nông ngày một phát triển và bền vững. Cùng với việc cải thiện tỷ lệ chế biến sâu trong ngành cà phê thì biến đổi khí hậu làm năng suất cây trồng giảm, giá cả xuống thấp cũng là những thách thức đối với ngành cà phê trong thời gian tới. Tuy nhiên, với sự quan tâm của ngành nông nghiệp từ trung ương đến địa phương và chính quyền tỉnh cũng có những chính sách đang được triển khai, lợi thế về nguồn nguyên liệu ngày càng chất lượng sẽ là cơ sở để thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng mở hơn, nhất là thị trường nội địa, để đưa cà phê Việt Nam nói chung và cà phê Đắk Nông nói riêng tạo ra nhiều đột phá mới trong tương lai. Tối ngày 1 tháng 1, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 22 năm ngày thành phố trực thuộc Trung ương và chào mừng năm mới. Đúng 9 giờ đêm, bầu trời sông Hàn lung linh với màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Hàng ngàn quả pháo hoa đã được bắn lên từ cầu Nguyễn Văn Trỗi. Đây là hoạt động kỷ niệm 22 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào đón năm mới, phục vụ du khách trong dịp lễ này của thành phố. Sau 22 năm đổi thay và phát triển, Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ với du lịch mà còn là một thành phố đáng sống, là trung tâm kinh tế xã hội lớn của miền Trung. Khi giới trẻ Đà Lạt sáng tạo chung tay hướng về cộng đồng là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, đều là những người trẻ sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt này, hay vì trót yêu mảnh đất cao nguyên này mà quyết tâm gắn bó và lập nghiệp. Nhờ sự mạnh dạn sáng tạo của bản thân, họ đã khởi nghiệp thành công và tự gây dựng thương hiệu với các mô hình kinh doanh riêng của mình. Nhưng điều đáng nói ở đây là mỗi cá thể ấy lại có thể gạt bỏ cái tôi của bản thân để cùng ngồi lại với nhau, cùng xây dựng nên một mô hình hướng đến cộng đồng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngụ tại con đường Phan Bội Châu, phường 2 và rất gần với Hồ Xuân Hương, trái tim của thành phố Đà Lạt, khu phức hợp với tên gọi đáng yêu Cúc Kích này được xây dựng trên mảnh đất khoảng 2.000 m². Và đây cũng là một trong những nhà nghỉ đầu tiên của Đà Lạt. Khu phức hợp là dự án của năm bạn trẻ. Đặc biệt hơn khi tất cả đều là các cô cậu chủ của những thương hiệu khá nổi tiếng tại Đà Lạt như Quỳnh Miu Coffee, tiệm bánh cốt xe gió, khói BBQ, làng Boho Hong Tây, nhà của thời thanh xuân, vân vân. Là những bạn trẻ đã khởi nghiệp thành công nhờ sự sáng tạo và dám nghĩ dám làm, Thế nhưng họ đã gạt bỏ cái tôi của mỗi người để cùng ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ ý tưởng, đồng lòng để xây dựng dự án Đà Lạt Dân. Có rất nhiều bạn giỏi, rất nhiều dự án hay, nhưng đều mỗi người đều đi một ngã. Thì mình mới, khi mà mình lấy được cái dự án ở đây, mình thấy là ok, nó khá phù hợp với một cái dự án là có thể kết nối được các anh em trong Đà Lạt lại với nhau. Và mình bắt đầu gặp những người để có thể nói với họ là mình có thể đưa tất cả các dự án kinh doanh về đây và biến nó trở thành một khu phức hợp. Nó cũng phù hợp với thị trường du lịch nữa. Khi mà mình kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra là những nhân sự, ví dụ như nhân sự của mình sắp tới sẽ sử dụng những nhân sự kiếm thấy rất là nhiều để có thể ảnh hưởng được tới họ, hoặc là bán những sản phẩm ra để có thể quyên góp được những cái khoản tiền. Mình thấy có khá nhiều cái dự án có thể tương đồng với nhau để phát triển. Gọi đây là khu phức hợp vì tuy nằm trong một không gian khiêm tốn, nhưng ở đây lại bao trọn các dịch vụ phục vụ khách ghé chân. Đặt chân vào Cúc Kích, điều thu hút đầu tiên là một không gian cà phê lung linh tươi sáng, tràn ngập hoa và hương thơm cà phê ngào ngạt. Bao bọc quanh không gian là những hành lang trên không, những không gian tươi trẻ rất bắt mắt, dùng để phục vụ tiệc nướng. Được biết hiện dự án đang mở rộng thêm với không gian ẩm thực, lẩu Hồng Kông, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách bởi sự hài hòa của vị lẩu cây nồng cùng không khí xanh lạnh của thành phố sương mù. Nhìn thấy một cái không gian của quán thiết kế rất là đẹp, và cùng với trong đó thì thấy có những vị khách người ta tới quán rất là vui, rất là thân thiện. Chúng tôi muốn tìm đến một cái không gian này để thứ nhất là tìm những cái món nướng cho nó ấm áp và bạn bè cùng nhau để nói chuyện. Không mà làm cùng nhau thì cũng có cái khó khăn cũng giống như là cái lợi thế đó là mình cộng tác được với rất là nhiều người giỏi, song song đó là có thể học hỏi được nhiều mảng khác hơn nữa. Và cái khó khăn là tụi mình đều còn rất là trẻ, và nhất là ai cũng đã có cái dự án riêng á, thì rất là những cái tôi của nhau sẽ rất là dễ bị giẫm đạp lên nhau, cho nên là tụi mình cũng phải học hỏi từ nhau và bỏ cái tôi của mình rất là nhiều. Và cái mong muốn của tụi mình đó là cái dự án của Đà Lạt Dân nó không chỉ dừng ở Cúc Kích BBQ ở Phan Bội Châu nữa, mà chúng mình sẽ làm được càng ngày càng nhiều cái dự án về mô hình kinh doanh dịch vụ để phát triển một cách rất là Đà Lạt. Chưa dừng lại ở đó, Đà Lạt Dân còn là một dự án mang ý nghĩa xã hội rất cao, mở đầu cho hướng đi đó là nhà của thời thanh xuân. Cửa hàng nhỏ nằm ngay giữa trung tâm của khu phức hợp. Đây vừa là xưởng sản xuất xà phòng, hương liệu, tinh dầu, thực phẩm, thức uống hoàn toàn tự nhiên, vừa là nơi trưng bày sản phẩm do chính xưởng sản xuất với quy trình công khai, và còn có không gian cho khách trải nghiệm, thưởng thức sản phẩm mình quan tâm. Thêm một điều đặc biệt đó là tất cả những sản phẩm ở đây đều có sự chung tay của những bạn trẻ bị câm điếc làm ra. Thực ra là em nói thì chị mới biết là sản phẩm làm từ những bạn trẻ em, những bạn khuyết tật. Chứ người ta không nghĩ được là thực sự bản thân chị cũng đi rất là nhiều nơi, nhưng mà chị cũng có những nơi nhưng mà họ không làm ra được những cái sản phẩm như thế này. Họ sẽ có những sản phẩm khác, mỗi vùng miền nó có những cái sản phẩm đặc trưng khác. Cho nên cái này là quá hay á. Mình thấy các bạn làm ở quán thời thanh xuân rất là thích, và sau đó mình mới qua đây mình xin việc làm. Mình muốn làm ở đây nhiều xong, rồi sau đó mình sẽ quay về Ninh Thuận, mình sẽ mở một cái cửa hàng buôn bán giống như ở quán thời thanh xuân hoặc giống ở đây. Mình mong muốn câm điếc sẽ tới làm chung cùng với mình nữa. Mình sẽ cùng nhau phát triển. Nó không chỉ là một cái dự án chỉ cộng đồng không nữa rồi, nó chỉ bằng tình thương không nữa rồi, mà nó bước ra, nó có thể là trở thành một cái nơi kinh doanh tốt. Thì thật sự mà nói, mình cần phải kinh doanh tốt thì mình giúp đỡ được nhiều các em hơn. Có thể các nhân viên tới đây có thể sẵn sàng giúp đỡ các bạn rất là nhiều, và cũng bắt đầu tìm hiểu, tò mò về cái ngôn ngữ mới của người điếc. Nó tạo ra một cái gọi là một cái văn hóa hấp dẫn lẫn nhau, và các bạn cũng cảm giác là môi trường các bạn làm việc được đổi mới hơn. Với cái giá trị tinh thần là người Đà Lạt, để tôi cống hiến cho Đà Lạt nhiều cái sản phẩm nó thiên về văn hóa nhiều, và chúng tôi mong muốn là trong tương lai 6 tháng tới chúng tôi sẽ chạy tiếp theo cho dự án của người mù. Nhà của thời thanh xuân là khởi đầu của việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho các bạn trẻ kém may mắn trong xã hội. Mục tiêu tương lai gần của Đà Lạt Dân có thể tạo nhiều cơ hội hòa nhập hơn cho các bạn trẻ Ý thông qua nhiều việc làm hơn, không chỉ dừng lại ở việc làm các sản phẩm thủ công. Tất cả những điều đó không chỉ khẳng định sự thấu hiểu cảm thông của những người trẻ đối với xã hội đã thực sự lan tỏa và phát huy sức mạnh. Tin rằng với những ý nghĩa thiết thực ấy, các bạn trẻ của Đà Lạt đã và đang góp sức xây dựng Đà Lạt ngày càng đẹp hơn về mọi mặt, thỏa lòng và thu hút du khách gần xa khi ghé thăm. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.